vào một chiều tháng 6, chúng tôi tìm về nhà cũ của cố tổng thống đệ nhì Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Hương, nằm trong một con hẻm ngắn ở số 216 Điện Biên Phủ, trước năm 1975 là đường Phan Thanh Giảng, quận 1, bên hông trường Mary Curie, là căn nhà do chánh phủ Việt Nam Cộng hòa cấp. Khi vào trong hẻm, chúng tôi gặp một người đàn ông chừng 60 tuổi, là bảo vệ cho một ngôi trường mầm non, bên cạnh nhà cũ của cố tổng thống Hương. Ông cho biết, ông là người gốc Sài Gòn, có nghe về con hẻm 216 là khu vực nhà cũ của cố tổng thống nhưng không biết chính xác là nhà nào. Sau đó ông cẩn thận và từ chối trả lời vì cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm, sợ bị giả dạ miệng hoặc chúng tôi là thành viên của tổ chức phản động nào đó. Đang quay quay không biết hỏi ai thì một người đàn ông chừng gần 70 tuổi chở theo thùng bia từ đầu hẻm đi vào và dừng ở gần cuối hẻm. Gặp chúng tôi, ông nói chuyện khá cởi mở nhưng từ chối quay phim vì sợ phiền phức. Ông cho biết, ông chuyển về hẻm 216 ở từ năm 1977 và ở trong căn nhà đối diện với cố tổng thống Trần Văn Hương. Căn nhà này hiện có vài gia đình sinh sống. Đây là căn nhà được xây cùng thời và có kiến trúc giống hệt căn nhà cũ của cố tổng thống ở lúc còn sống. Còn căn nhà cũ của cố tổng thống đã bị phá bỏ, chủ mới đã xây lại nhà khác. Mặc dù là hàng xóm, nhưng ông và nhiều người xung quanh chưa từng nói chuyện với cố tổng thống lần nào. Sau năm 1975, cố tổng thống chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Cụ sống chung cùng vợ chồng người con trai lớn và bên cạnh là gia đình người em. Cụ không ra ngoài và cũng không tiếp xúc với ai xung quanh. Hàng xóm chỉ nhìn thấy cụ vào mỗi lần, cụ đứng ra ngoài hành lang lầu trên như căn nhà này để tập thể dục. Dù không biết những người trong nhà sống như thế nào, nhưng hàng xóm xung quanh chưa bao giờ nghe thấy những tiếng lớn từ trong nhà cố tổng thống phát ra. Mặc dù ai cũng biết Cố Tổng thống và con trai lớn là Trần Văn Giỏi, một người theo Cộng sản, ở hai chế độ khác nhau. Vợ của ông Giỏi được mọi người biết đến là một bác sĩ giỏi. Người hàng xóm lớn tuổi nói rằng, ông nghe nói, trước đây cả con hẻm dài chừng 50 mét này đều là của Cố Tổng thống Hương. Nhưng sau năm 1975, thì cụ chỉ còn lại căn nhà ở vị trí này. Ở đầu và cuối con hẻm, đều có hai đồn bốt canh gác ngày đêm, nên rất ít người lạ lui tới hẻm hai đồn bốt này sau đó đã bị phá bỏ. Cuộc sống của cụ và gia đình lặng lẽ trôi qua cho đến ngày 27 tháng 1 năm 1982, tức ngày mùng 3 Tết Nhâm Tuất, cụ qua đời, hưởng thọ 80 tuổi. Ngày cụ mất, có rất nhiều sĩ quan và những người làm trong chính quyền Việt Nam Cộng hòa tới giếng. Còn những người hàng xóm cũng vẫn chỉ đứng xem ở một khoảng cách được cho là an toàn. Dù di nguyện của cụ là sau khi chết được chôn ở nghĩa trang quân đội giới lễ nghi quân cách của một binh nhì, nhưng đã không thành. Tuy nhiên, một an ủi khác là cụ được quả tán tại lò thiêu thủ đức, gần bên cạnh bức tường tiếc thương, trước sự hiện diện của rất đông học trò, thân hào nhân sĩ miền Nam, bất chấp mạng lưới công an chằn chịch ở khu vực lò thiêu. Theo ký giả Mai Thanh Tuyết, khi cố tổng thống qua đời, con trai trưởng của cụ là Trần Văn Giỏi, đi ra phường để xin phép mua một cái hòm quốc danh, nhưng bị người tài xế trung thành của cụ chặn ngang nên ông Giỏi đã chạy vào chợ lớn mua một cổ quan tài gỗ với giá 10.000 đồng, nhưng sau đó chủ hòm đã bớt xuống một nửa, sau khi biết thông tin là mua hòm cho tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Sau khi cụ mất, con trai cụ đã bán căn nhà và dọn sang quận khác sống. Hiện giờ chồng ông Giỏi cũng đã mất. Một người cháu nội của cố tổng thống đã đi định cư ở ngoại quốc từ lâu, một người thì đang sống ở Sài Gòn, nhưng hàng xóm không biết chính xác ở chỗ nào. Căn nhà của cụ đã bị chủ mới phá bỏ, xây dựng căn nhà khác theo kiến trúc mới. Cố Tổng thống Trần Mai Hương được nhiều người đánh giá là một nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo. Sau biến cố tháng 4 năm 1975, cụ đã từ chối đi tị nạn ở ngoại quốc. Và cụ được nhiều người nể phục khi từ chối Cộng sản nhận quyền công dân. Cụ nói rằng, dầu gì tôi cũng đã là người lãnh đạo miền Nam, trong khi binh sĩ, nhân viên các cấp chỉ vì thừa lệnh của chúng tôi mà giờ đây vẫn còn bị giam cầm trong các trại cải tạo, chưa trả quyền công dân chẳng lý gì, tôi là người trách nhiệm, lại được trả quyền công dân trước. Gần 50 năm trôi qua, Sài Gòn nay đã thay đổi rất nhiều, từ tên đường cho đến hàng cây, góc nhà đã khác, đến nỗi nếu đi xa lâu ngày, có lẽ đến người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn cũng thấy lạ lẫm khi trở về. Nhà của cụ Hương cũng vậy, giờ đã không còn, nhưng nhiều người biết về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, vẫn biết đến con hẻm 216, dù nó đã đổi thay. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Sài Gòn.